Sau này thì là trong này không đun bếp củi rồi, bắt buộc là A Hòa phải giữ sạch, giữ gìn vệ sinh nhá. Mà tới này là nước nôi ở đây đó, không có lý do gì là không lau nhà được nhá nhá. Ít nhất là nhà phải sạch như nhà cô bà. Trẻ con đi chơi ngoài bẩn về thì tới này làm sao có cái vòi nước ngoài nữa, rửa chân rửa tay sạch sẽ mới được vào nhà. Ừ, đúng rồi, dế cũng bỏ Ừ, dép bỏ ở dưới đường nhá. dế bỏ giấy Bỏ ở dưới đường đi kia nhá. rồi. Đúng rồi. Hôm nay không cho đi học à? Có. Sao cho đi đi? Bây giờ tí nữa phải nói đa cơ xong, bây giờ tí nữa Nghỉ mới một tí đi. à? Thì tí... Cháu Khâm xin kính chào quý cô bác anh chị nhà hảo tâm cùng toàn thể quý vị khán giả tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt để đi lên nhà anh Hòa. Ngày hôm nay thì Khâm mang cái món quà của bà Thảo Bắc Giang lên để cho gia đình anh Hòa. Thực ra thì video trước thì cũng còn nói trao đổi rằng là sẽ đợi là xong cái mái nhà thì mang lên. Tuy nhiên thì ở đây là những cái đồ sơ sinh của vợ của A Hòa. Sắp tới thì anh em mình không biết là lúc nào đẻ cả. Đấy. Có thể là như vợ lùa em thì sinh non thì đẻ lúc nào không biết hết. Chính vì vậy mà A Hòa thì anh em mình thôi là cứ chủ động là để những cái đồ này sẵn đi. Đấy. Lúc nào mà có đẻ thì là anh sẽ có đồ luôn, phục vụ cho hai mẹ con luôn. Đấy. Thiên nghĩ thì là có đồ ở trên này cần thiết hơn thì chú sẽ được chủ động hơn. Đấy. Và đây cũng là tải đồ của bà Thảo thì không biết bên trong có những cái món quà gì thì là Khâm sẽ mang cho gia đình anh Hòa luôn các bạn. Mấy ngày trở lại đây thì trời nắng rất là to mọi người ạ. Mấy hôm xây dựng thì trời lại cứ mưa. Đấy, bây giờ trong cái thời gian mình chờ tôn thì lại trời nắng đấy. Đang là nắng thế này thì hôm nay có lẽ là Khâm sẽ lên cái phương án là vận chuyển cát luôn. Vận chuyển cát luôn để tới này là xong mái cái là anh em thợ lên chát được luôn rồi mọi người ạ. Anh Hòa ơi, đang làm cái gì đây? Thưa là. Ừ, xin chào. À Hòa ơi, về đây em có cái quà này cho này, xong là anh em mình lên làm việc trên kia tiếp. Bé 3 tuổi. Đấy, chính vì là cái túp lều chật hẹp như thế này nên là không chưa muốn là mang những cái tải đồ của các bác lên. Bây giờ mang lên thì thực sự là không có cái chỗ để nữa rồi. Xin chào nhá. Em có một túi quà của các bác ở dưới Bắc Giang nhé. Mang lên cho. Đây, đeo cái mic này vào. Sáng nay làm cái gì? Sáng nay? À? Sáng nay xong nó ở nhà này mà. Ở nhà thì sắp đây đi vào cái nhà nhận chắc bếp. Là chiều chuyển cát nhé. Chuyển cát? Ừ. San xong đất chưa? Đỡ đây bây giờ tí nữa xong rồi. San xong đất thì là... San xong cái... Cái bạt hôm nọ là để đi đâu rồi? Cái bà? Ừ. Cái bà để này. Cái bạt thì là chắc là phải giải ra để lấy cát. Vâng. Và giải trên nhà một tấm để chuyển cát lên đến trên nhà luôn. Vâng. Sao nó không có ở nhà thì lên nhà đây sao nó không có bà đấy. Lên nhà đây sao nó không có bà. Cái bạt trước đây em mua hết rồi. Hết rồi. Cái bạt còn một cái tấm là để ở dưới có không? Sợ để ở dưới thì cái kia đấy cắt ra đôi ra. Ừ. Cắt đôi ra. Cắt đôi ra. Dài mà.
cắt đôi tí, ra. Tí nữa cắt. Ồ, chật hẹp quá nhỉ. Để lên nhỉ, mới để lên. Rất là cảm ơn bà Thảo. Phía trước thì anh em mình có video ở nhà Lũ Anh là túi đồ này thì là bà bảo là đồ sơ sinh cho mấy mẹ con. Ừ. Đấy. Ui, có lẽ là xin phép là cháu Khâm sẽ không có mở ra nữa. Đây, để đây nhá. Đây. Đây đồ sơ sinh của đồ này là đồ tới này. Mẹ nó để này. Để em bé. Thế rồi. Thì lấy trong này dùng này. Vâng. Đấy, ví dụ như cái này là cái gối này. Uh-huh. Đúng không? Cái gối đúng cho rồi, em bé đúng nằm ngủ này. Đúng, đúng không? Đúng rồi. Đấy, trong này có có các cái đồ áo của em bé này, sợ nó bị lạnh không mặc vào là không lạnh rồi đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đây rồi là một túi to này nữa này. Pha sữa cho con uống chưa? Pha rồi. Sáng cho nó ăn cái gì rồi? Sáng nó cơ. Ăn cơ á? Nó ăn được mấy bát? Sáng nó ăn được một bát. Một bát? Một bát to à? Bát to rồi. Ừ. Thằng nào? Thằng chứ ăn này được một bát à? Thằng chứ ăn một bát. Được đấy nhỉ. Say có ăn được không? À được chứ. Ừ. Ôi, lấy cái dao này, cắt thôi. Đây, lấy cái dao về đây, cắt cho em. Cắt ra đi. Rồi, được rồi. Hôm nay không cho đi học à? Có. Sao cho đi đi? À, bây giờ tí nữa phải nói đa cơ xong bây giờ tí nữa nghỉ mới một đi. Tí à? Đi, tí nữa xong cái quà này cho đi nữa, cô giáo lên lớp rồi. Vâng. Cho đi học đi. Vâng. Hôm nay là ngày đầu tuần rồi đấy, cho, vâng, cho con đi học được rồi. Giấy tờ vâng nộp cho cô chưa? Chưa, bây giờ tí nữa sắp đỡ hết thì phải nói đi mang giấy tờ về. Giấy tờ ở đâu? Ở xã này. Vẫn để ở xã? Vẫn để ở xã. Chưa lấy được dấu à? Bây giờ chưa lấy được dấu. Phải là người nó làm dấu phải nó đi. Sao nó đi đi há lìa. Đi há lìa? Cán bộ đi há lìa công ta à? Đây là những cái quần áo. Có lẽ đây là chủ yếu thì là mùa đông. Bữa trước thì Khâm nhận được tương đối là nhiều những cái quần áo mùa hè rồi. Mang đi nhiều áo cộc tay sao không mặc, không mặc cái áo ấm đấy, sáng lạnh à? Sáng không lạnh luôn. Hả? Không lạnh bây giờ thì nó... Thế không cái mà có cái áo ngắn tay mặc cho nó mát. Nó ngắn tay thì tay nó điên quá. À ngắn tay thì nó đen á, em còn đen mà. Anh Hòa còn sợ đen á. Bây giờ sợ đen đúng không? Sợ đen thì mặc thêm cái áo vào này vào. Cái đấy thì nó mới là... không sợ đen. Mặc vào tự đi. Cái đấy phải là nó lạnh thì phải nó... Không, cái này không mặc là đen tay đấy. Mặc vào tự thế nào. Mặc vào tự xem có vừa không. Đứng dậy mặc đi. Đấy, bây giờ mặc vào là đi ra ngoài là không sợ đen nữa nha. Đúng rồi. Đẹp rồi. Ở đây là ở đây thì là quần của quần này xem nào. Quần này thì của chị em phụ nữ. Hỏi vợ có mặc cái quần này không? Mà. Mặc thì thử mặc quần áo kinh vào xem. Không mặc đồ người Mông nữa. Quần trong váy ngoài nữa. Đúng rồi. Thế quay về đây xem là cho các bác xem có đẹp trai không. Đấy. Được, đẹp. Đẹp rồi. Mùa đông mặc đi bán lan vẫn được nhá. Đi bán lan vẫn được rồi. Sao cái đấy nó hỏng rồi. Hỏng một tí. Hỏng một tí thì mang đi đi lên rừng tìm lan cũng được nhá. Đúng rồi. Không sao đâu mà. Không sao mặc tốt mà. Nào, cái này thì là cho em bé đang đi học đây này. À.
Mua thạ. Mua thạ này. Mua thạ. Bó kẹo. Này, bó kẹo cho chứ mới say ăn đi. Cho nó đi học nhá. Vâng. Đây còn để là mấy đứa lớn về thì ăn nhá. Vâng. Úi da. Cái gì đây? Diếp. Diếp à? Diếp cho anh Hòa. Không vừa mình thôi. Nhưng mà đi vừa không? Chanh của mình to không vừa đâu. Thế cái này vừa ai? Cái đấy phải nói là rua với dậy. Thế vợ có vừa không? Không. Vợ chân to đấy. Vợ chân to rồi. Vợ chân to quá. Cái này đợi rua bây giờ lớn thì đi thôi. Thế cho vào đây. Chắc là bà muốn là cho vợ anh thôi, nhưng mà chân vợ anh là không ước chừng là to hơn cái này. Chân nó to. Thế này thì phụ nữ thì là cũng lao động rất là nhiều mọi người ạ. Lúc nào cũng chân đất thôi nên là cảm giác là chân to hơn bình thường. Có thể là người nhỏ nhỏ nhưng bàn chân thì rất là to. Trong này thì đều là những cái tấm quần áo ấm thôi, thì có lẽ là để tránh việc là mất cái gọn gàng mà bà đã thu xếp thì không sẽ không có khơi ra nữa. Hòa nhá. Túi này đều là quần áo của anh với lại vợ nhá. Vâng. Ừ, trong này thì rất là nhiều những cái quần áo này. Cái này vừa anh Hòa không? Vừa. Thả máy rồi. Thả máy à? Đây. Đấy, cái này anh Hòa mặc vừa đấy. Vâng. Cái dạo này là thay đổi phong cách nhiều đấy nhỉ mọi người. Quần bò, áo thu đông. Đấy, bây giờ áo khoác Hàn Quốc nữa. Cái quần vàng đi đâu rồi? Cô vá ở cái bộ tẩy. Cái quần vàng nhiều quần quá, không mặc cái quần già vàng rồi. Nữa. Già hết rồi. Nhưng mà trong này thì là cũng rất là nhiều những cái quần áo. Nếu mà nếu mà không có cái gì khác thì anh em mình thực ra là không mở hết thì không được. Cũng muốn cho ra hết để khách quan đi, bởi vì là những món quà này thì anh em ở nhà là cũng chưa có ai động đến đâu. Nhưng mà vì là ở trong này thấy có những cái túi riêng. Ở đây là quần áo cho con anh nhá. Vâng. Đây này. Vâng. Hay chả thằng vừa thằng vâng. Thằng Thò à? Vâng. Thằng Chứ à? Thò nhỉ. Đấy, cháu các con mặc đi khỏi phải đi mua quần áo nữa. Đến Tết thì mua một bộ mới cho thôi. Đúng rồi. 6 đứa con 6 bộ là đi bao nhiêu tiền ở cái này tất này đi vào cho ấm chân mùa đông nhé. Vâng, biết rồi. Trong này còn một túi nữa. Thôi tí nữa anh Hòa cho vào lại nhá. Vâng. À, cũng rất là cảm ơn các bà khi mà những cái đồ quần áo từ thiện và giấy xuôi thì có lẽ là các bác là không dùng đến rồi. Muốn rồi bạn hả? Bảo. Nên trên vùng cao này đối với nhiều gia đình thì nó vẫn cũng còn khá là ý nghĩa, bởi vì là đấy à, Hòa có cái này mặc nữa này, ai mặc cái này không? Được mà. Đây ở trong này còn một túi nữa đây. Rồi, hết rồi nhá. Ai da. Ô, lúc này mà rong rong à. Lúc này mà bút tứ tứ. Cho anh Hòa hay cho vợ? Áo phải là áo vợ là áo của mình đấy. Hả? Áo của ai? Đấy, áo vợ thôi. Thích cho vợ hơn nhá. Cho vợ thôi. Áo ấm thì cho vợ mặc nhá. Thế này vợ phải đẻ con xong mới mặc được cái áo này. Đúng rồi. Ấm đấy nhỉ? Đúng rồi. Vào đi, tặng quà cho vợ. Sắp đến 20 tháng này. 10 rồi. Này. Lúc này là mua là đậu. Nói gì tình cảm một tí chứ. Nói cái gì tình cảm một tí chứ. Anh tặng cho vợ một cái này chứ. Thế vợ có thích không? Có. Thôi trong này thì là quần áo của vợ anh thôi nhá. Tất tật bà phân loại ra hết cho rồi. Vâng. Bà Thảo nhá. Vâng. Anh cảm ơn bà Thảo đi. Cháu Khoa. Bà Thảo. Cháu Hòa. Vâng.
Cháu Hoàng. Cảm ơn bà Thảo. Cảm ơn bà Thảo. Chúc bà nhiều sức khỏe. Chúc bà nhiều sức khỏe. Ừ. Đã tạm biệt bà đâu mà bye thế này. Thôi anh cất gọn lại nhé. Vâng. À, còn những cái quần áo của cô Dung, cô Điệp thì anh em mình sẽ tiếp tục là mang lên cho anh Hòa. Vâng. Tạm thời thì là mở cái món quà ra thì anh em mình túc tắc cái hình như thế thôi. Hôm nay công việc đến thì là sẽ đi lên để mà đo lại cái nền nhà của A Hòa một chút trước khi là chốt lấy cái số liệu là đặt gạch khoa. Đấy. Thế thì thế này nhá. Tranh thủ là hôm nay đi lấy nốt giấy tờ cho chứ đi học đi. Xong là ngày mai thì là đẩy cát nhá. Đẩy bây cát. Giờ tí nữa sạt đất đây này nó xong bây giờ phải nó đi đi mà giấy tờ. Được rồi. Bây giờ lên nhà chính đi, xong là cùng em đo cái này xong là giao việc cho anh san đất luôn nhá. Vâng. Không thích đâu. À Hòa lên đây nào. À, cái nền này là san san lại được như này là ổn ổn rồi. Ôi ồ, đám ma họ vẫn làm đến ngày hôm nay á. Chưa xong à. Sao hôm nay thì mới xong rồi. Đi chôn chưa? Hả? Mang đi chôn chưa? Bây giờ mình không đi. Họ mang đi chôn chưa? Họ mang đi rồi. Nền này được rồi đấy. Ở thế này thôi nhá, không làm nền gạch nữa đâu. Hết tiền rồi. Hả? Ở thế này. Làm mãi xong là cho vào ở thôi. Vâng. Thế thôi nhờ. Đụng bê tông cũng được. Ừ, không đổi bê tông đâu. Không đổi bê tông lại cười to thế. Đúng rồi. Điệu cười của ông Hòa. Hòa đúng rồi ấy. Cái biệt danh mà rất là nhiều quý vị khán giả gọi trên video là Hòa đúng rồi, cái gì cũng đúng rồi. Chết thôi. Bà đi tù có đúng không? A Hòa. Hả? A Hòa đi tù nhá. Không. À tưởng là đúng rồi nữa. Khôn đấy. Có cái thì cũng bảo không nữa. Anh Hòa ơi. À. Ở đây kéo cho em nè. Vâng. Không phải đo lại một cái diện tích nền nhà. Bởi vì là trong quá trình xây dựng thì trừ những bức tường ra thì anh em mình là sẽ phải đo lại một cái diện tích cụ thể để làm sao là được cái số liệu chuẩn nhất. Tránh là việc là lấy thừa vật liệu về. Những nhà khác thì mình có lấy dư vật liệu ra. Mỗi cái dư ra một tí thì thành ra là nhiều mọi người ạ. Mỗi cái dư ra độ khoảng trăm hơn trăm. Dư ra mộ 2 mét thì thành ra là bên cuối thì nó lại thành tiền triệu rồi. Nên vì vậy mà lấy cái số chuẩn nhất có thể đi. Bây giờ anh kéo đi. Kéo ra đến mép cửa kia cho em. Mép góc. Từ. Từ nha. Đi đến góc đi. Cho vào góc ấy. Cho vào góc đấy, góc trong. Đây. Từ. Đấy, đúng rồi, cái đấy gọi là góc nha. À. Kéo. Chiều này thì đúng là tròn 6 mét luôn. Đấy, mình tính không gian bên trong là tròn 6 mét. Còn phủ bì ra thì mỗi chiều 20 phân nữa thì là vào 6 mét 4 các bác. Ngôi nhà này tính cả phủ bì và 6 mét 4 cái không gian chính thì được đúng tròn 6 mét. Hiện tại 6 mét này. Bây giờ đo lại cái chiều này xem nào. Đây A Hoài. Vâng. Đây đây. Ra đây mà. Đây nè. Này. Đây em chiều này nó được bao nhiêu mét nè. Phía trước mình là để 4. Mà phải trừ tường đi, đợt này phải trừ tường đi. Đặt xuống đất đấy. Đúng rồi.
4 mét. 4 mét. Ừ. 4 mét. Bữa trước thì không tính là thu vào, chỉ còn cái chiều trong này độ khoảng 3,8 m thôi. Nhưng mà cô Vân và anh em mình là để nguyên như cũ thôi. 4 mét thì là đã là hại. Ốp làn gạch. Ốp gạch chỗ này là 6,4 m2 rồi. Đo lại phòng ngủ nhé. Anh Hòa ngủ phòng này đúng không? Ngủ phòng này mà. Anh Hòa cho em ngủ với anh Hòa nhé. Vâng, được em rồi. Ngủ phòng này nhé. Vâng. Anh em mình ngủ một phòng nhé. Sợ em thì em không thích ngủ với mình thôi. Ừ, cũng được mà. Em phải nó phết thôi. Không phết đâu, nhưng mà lên là bắt anh Hòa là anh Hòa phải tắm suốt thì mới ngủ cùng anh Hòa. Đúng rồi. Nhà làm mới không? Nhà phải nó tắm chứ. Không làm được nhà cũng phải tắm. Không làm được nhà cũng tắm rồi. Không làm được nhà cũng phải tắm. Gần được 3 mét, 2,95 m. Xem chiều này, chiều này. Chiều này, chiều này. Để em cộng luôn vào để còn mô gạch 2,5 m. 2,5 m nhân 3 mét thì bao nhiêu anh Hòa? Hả? 2 x 3 bằng mấy? Không biết. Thế chân đi bán lan sao bán được? 2,5 nhân với lại 2,95 m, mình cứ tính là 3 đi, sợ tới nay còn cắt gạch. Thế là 7,5 m2. Đây mình còn được trừ ra được cái chỗ này. Cái chỗ này thì thế nào? Cái này vẫn phải tính gạch. Thôi cái phòng này cứ tính là 8 m2 đi. Đấy, bởi vì là ô bé bé này mọi người tới này vẫn phải cắt gạch ra. Cái phòng này tính vào 8 m2. Chiều này để em đo lại cái phòng này em nè. Chiều này là 3 rồi này. Đây, đo lại chiều này. Bởi vì phòng ngủ này trước mình thiết kế to hơn một tí. Do là có thể là tới này phòng ngủ này thì sẽ làm có không gian để một cái tủ nữa. 2,8 m x 3. Không là sợ đi lấy gạch nhiều quá là về lấy nó bị thừa đấy. 8,4 m2. Cả hai phòng thì tính vào là 17 m2 đi. Nhá. Yeah. 17 chị. Cộng với lại 24 là mình phải lấy 40 m, 41 m2 gạch rồi. Sang bếp nữa. Xem nào. Bếp thì cho vào hết chỗ kia đi. Rồi. Đặt xuống đất. Không cho vào đến trong đâu nhá, cho vào đến mép tường đây này, mép tường này này này. Từ đấy. Không phải cái tường đây này đấy, bên cạnh anh đúng rồi đấy, từ đặt đây. Xuống. Đặt xuống dưới mép đấy, đặt xuống dưới nè. Bốn mét sáu. Làm chị chào. Nhà vệ sinh thì trước các bác bảo không làm 1,4 m. 4,6 m, xem chiều ngang nào, Hà Hoài. Đứng vào này. Trong này chỉ được 2,7 m thôi. Trừ tường ra 40 ft trước và để 3 m. Nếu mà mình cứ theo cái số liệu cũ ra thì là sẽ lấy gạch bị thừa. Nhà bếp là 12,5 m này. 12,5 cộng với lại 41. Năm mươi ba.
53,4 mét rồi. Thế thì là đợt này thì Khâm sẽ ốp cả nền nhà chính với lại nền nhà bếp cùng một cái loại gạch hoa luôn. Sau này thì là trong này không đun bếp củi, bắt buộc là A Hòa phải giữ sạch, giữ gìn vệ sinh nhá. Nhưng mà tới này là nước nôi ở đây nữa, không rồi. Có lý do gì là không lau nhà được nhá. Biết rồi. Ít nhất là nhà phải sạch như nhà cô bà. Biết rồi. Trẻ con đi chơi ngoài bẩn về thì tới này làm sao có cái vòi nước ngoài nữa, rửa chân rửa tay sạch sẽ mới được vào nhà. Rồi đúng rồi. Dế cũng bỏ. Ừ, dế bỏ ở dưới đường nhá. Dế bỏ ở dưới rồi. Bỏ ở dưới đường đi kia nhá. Ừ, đúng rồi. Bên ngoài thì anh em chỉ tráng bê tông thôi. Xem cái nhà vệ sinh này nữa. Nhà vệ sinh này thì trừ cái kia ra thôi. Em đo lại cái chiều này xem được bao nhiêu. Đấy, đặt đúng lên đấy. Ô, vẫn được hơn 1 mét à. Thế tận đến 1m7. Mình là mình tính cả phủ bì rồi. Đúng rồi. Một chiều thì là được. Thế mình nhà vệ sinh mình sẽ lấy độ khoảng 3 mét đi. Thế thôi. Số liệu như thế rồi. Về chiều nay thì sẽ đi chốt luôn, mua luôn hết vật liệu nhé. Nhân tiện là sẽ tính tiền xem mua cả cái máy bơm nữa mọi người. Thực ra là làm thì cũng nhắm mắt làm thôi. Hy vọng là cái khoản quỹ sẽ không bị thiếu. Các bạn, bây giờ là cát. Cát thì là chiều về thì sẽ đặt. Đấy, làm cái nhà cho đẹp thế này thì tới này ở mà không sạch nữa thì là thu luôn nhá. Đúng rồi. Không nói đùa đâu đấy. Nhà đẹp rồi, còn bây giờ mà xác định mà ở bẩn ấy thì không chát nhà nữa, không ôm nền nữa, ở nền đất thì cho nó bẩn nhá. Được không? Như nào cũng được mà. Như nào cũng được à? Không đòi hỏi đâu đúng không? Đúng rồi. Khu vực nấu bếp này, tới này sẽ là đổ bàn bếp ra. Đổ phía bên này ra, đổ đi ra đến đây. Rộng một tí, phía bên kia thì anh em mình đổ kịch về đây này. Rồi là tới này là chậu rửa ở đây. Có điều kiện thì sau này có cái chạn ở đây nữa. Là ổn nhất. Còn không gian ở chỗ này, sau này thì sẽ ngồi ăn cơm ở đây. Đúng không? Đây cũng được. Nhà chính thì khi nào có khách, có đông người thì mới ăn cơm thôi. Đúng rồi. Bây giờ lại cào cái này ra ngoài à? Cào ra ngoài thôi. Nhiều quá à? Nhiều quá. Cào cho ra ngoài sân này á? Sao cầu cho cái nhà mấy kia? Cho ra nhà kho đi, An Hòa. Cho ra nhà kho đi. Vâng. Sân này thì tới nay mình vẫn phải làm thấp hơn nhà đấy nhá. Đúng rồi. Cái đây phải nó là bà như cái đây. Đây anh cào ra bên này này, bên này còn ít này. Đúng rồi. Đấy, anh cào hết chỗ kia ra đây. Vâng. Là vừa đẹp luôn. Đúng rồi. Còn cái này thì mình vẫn phải làm thấp hơn trong nhà một chút các bác ạ. Cầu vào cái nhà đấy phải là lấy cái bước đầu. Đây, làm hết đi. Vâng. Xe rùa đâu? Mang xe rùa về xúc và xẻng đấy cho nó nhanh anh Hòa ơi. Mang kia làm chậm lắm. Có xe rùa thì phải biết làm tận dụng làm cho nó nhanh. Con chó nó vẫn về đây à? Con chó nó vẫn về đây đấy. Ồ, sao nó thích nhà anh Hòa thế? Sao nó thích về đây thế? Bây giờ là trời nắng cái là nó lại khô hanh hết rồi mọi người ạ. Thực ra là cũng không quá sợ việc là ẩm ướt đâu. Nhưng lúc trời mưa thì sợ đấy. Hôm nọ anh Phong góp ý cho Khơm này là tới này chát thì bà anh em thợ là chát một là thế này. Cái anh góp ý thì Khơm cũng xem rồi, tuy nhiên thì là không nhớ. Dặn là chỗ phần tường bị thấp hơn đường khi chát, em nói mấy anh thợ chát một lớp hồ dầu rồi chát vữa bên ngoài để sau này đỡ bị thấm ngược vào trong. Và sau này em xem nha, trên đó có bán loại chống thấm này không, mua quét về
quét thêm là ok. Nghĩa là có sơn chống thấm nữa, thì cái khu vực chống thấm thì có lẽ là nếu mà mình có mua thì mình mua một thùng về chống thấm khu vực bên này và đằng sau thôi. Còn phía những cái phía khác thì cũng không quá đáng ngại. Đất ở đây thì bây giờ anh Hòa lấy về đổ ở đây nữa thì là vừa đẹp luôn rồi. Đấy, sau này cái khu đun bếp này thì anh em muốn là láng thì mọi người xây một cái gờ lên. Rồi tới này cái chỗ đun bếp thì mình để nền đất thôi. Thì bác thấy hợp lý không? Bởi vì cái nền bê tông ấy đun nhiều ấy, thi thoảng là nóng thì nó nổ mọi người ạ. Cái nền bê tông thì không cũng từng chứng kiến rồi. Thế là trẻ con nếu mà nó mùa đông hay ngồi thì sợ là nguy hiểm thì tính là sẽ xây một cái gờ lên vuông vắn lại, đủ không gian để là đặt một cái kiềng có thể đấy đun được 2-3 chỗ đấy. Thì không gian như thế thì là hợp lý rồi. Cái hôm nay thì cháu Khâm cập nhật một cái tiến độ của gia đình A Hòa cho cô bác anh chị được biết. Hôm nay thì là những cái khâu chuẩn bị tiếp theo cho những cái ngày sắp tới thôi. Thời điểm hiện tại thì có lẽ thì là mọi việc đang bị chậm đi một tí, do thì là anh công đặt vật liệu thì cũng chưa lên. Anh mà lên thì anh làm xong thì là cũng được chát rồi. Thế là tiến tới thì ngày mai ngày mốt thôi là anh em mình sẽ cho chuyển cát luôn. Sớm nhất thì ngôi nhà của A Hòa sẽ được hoàn thiện. Mong là cô ba anh chị nếu có mọi người thấy chậm trễ thì hết sức thông cảm thôi. Bởi vì thời điểm hiện tại thì không mà triển khai một lúc hai ngôi nhà song song. Và cái tiến độ thì anh em mình muốn đảm bảo là hai ngôi nhà phải nối đuôi nhau luôn. Nối đuôi nhau được như nhau. Thì thời điểm hiện tại thì là A Mỹ thì là được chát nhà rồi. A Hòa thì cũng không có chậm hơn bao nhiêu đâu. Bây giờ đợi mái thôi, mái lên thì cát lên rồi lại tiếp tục là chát. Thì cái tiến độ nó gọi là đuổi nối đuôi nhau lên thôi. Nên là có nhà nào mà chậm một chút thì cũng mong các bác thông cảm thôi. Anh em mình sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thiện sớm cái ngôi nhà nhất có thể. Chân thành cảm ơn quý các bác anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Khâm xin tạm thời dừng lại video này tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.